tập phim hôm nay vì cái tính vô duyên ngốc nghếch lại không biết nói lời hay ý đẹp mà Nobita bị cả mẹ và bố mang tới tấp. Vì thế mà Doraemon đã phải dùng bảo bối của mình để giúp Nobita. Vậy thì mọi chuyện có được xảy ra như ý muốn của Nobita hay không? Các em hãy cùng đón xem nhé. Son môi nịnh hót cùng bắt đầu thế nào. Mẹ đang thử chiếc đầm màu cam, mẹ khoe mới mua nó và hơi bị đắt tiền đấy. Thế mà khi hỏi Nobita có đẹp hay không, thì cậu suy nghĩ một hồi và nói, nhìn mẹ mặc cái váy giống y như con cá vàng mắt lồi. Đã thế, Nobita còn ôm bụng cười, chảy cả nước mắt, khiến mẹ tức điên. Thế rồi, mẹ giận cá chém thớt, liền mắng ngay, ai cho con ăn bánh để tiếp khách hả, đi ra ngoài nhanh. Nobita tiếc hùi hụi, mới ăn được nửa cái, biết vậy sẽ ăn nhiều hơn. Nobita kể cho bố nghe, bố cũng liền cười ha ha, mẹ giận là đúng rồi còn gì. Nobita liền nhìn vào tấm tranh mà bố đang vẽ, lâu lắm rồi mới thấy bố vẽ vời. Bố nói, cậu thấy thế nào, cứ nhận xét thẳng thắn. Nobita liền chê, chuối thì nhìn như sắp hư, nho thì thâm xì, trái cây nhìn chả ngon lành gì cả. Bố tức điên mắng cậu, rồi cắt luôn cả tiền tiêu vặt luôn. Nobita lên phòng hậm hực, bố kêu tớ nói lời thật lòng mà lại mắng tớ như thế, có ai khổ thế này không? Doraemon liền nói, do cậu không khéo mồm miệng nên chịu thiệt thòi thôi, chứ ai mà chả thích nghe những lời khen. Nobita thấy khó thế, Doraemon suy nghĩ một hồi và lấy ra son môi nịnh hót, tô son môi lên sẽ khiến cho người nghe vừa ý. Doraemon vừa tô son lên môi khiến Nobita ôm bụng cười, nhìn cậu ta hài vãi. Doraemon liền nói, Nobita là đứa đại ngốc, lười biếng và đần độn. Ôi, đã lộn hàng rồi, Doraemon vội xóa đi. Cậu đã tô nhầm son môi xinh xự, son môi nịnh hót có màu đỏ hồng. Doraemon nhìn Nobita rồi khen rằng, cậu ta rất đẹp trai, ẩn sâu trong cậu chính là một thiên tài, gánh vác cả tương lai của đất nước. Nobita nghe thế thì nhảy cẫng lên vui sướng. Doraemon lau son đi và nói, ngay cả khi người nghe không có gì để đáng khen cả thì cậu vẫn chém gió dễ dàng hơn. Thế rồi Nobita muốn thử ngay đi lấy lòng mẹ thôi, nhưng nịnh Doraemon trước đã. Mèo ú thật mụng mĩm và tốt bụng. Nobita chạy xuống phòng làm mẹ hết hồn khi thấy cậu lại tô son môi. Sau đó Nobita bắt đầu nịnh hót, khen mẹ đẹp như hoa hậu, nấu ăn thì ngon tuyệt vời và thật hãnh diện khi được làm con của mẹ. Mẹ nghe thế thì mừng rỡ, liền đi lấy bánh cho Nobita ăn ngay. Bố đi vào ngăn Nobita lại, bố yêu cầu cậu không được nịnh nọt người lớn như thế nữa. Nobita liền chạy ra ôm chầm lấy bố, cảm ơn vì bố đã luôn dạy cậu những điều hay lẽ phải. Nói không phải khen chứ, bố đúng như một người cha vĩ đại, cả xóm này ai cũng phải nói thế. Bố liền ngạc nhiên, thật vậy không? Sau đó lại cười ngại ngùng rồi rút tiền cho Nobita tiêu vặt. Cả bố mẹ đều vui hết sảy, Doraemon gượng cười, đúng là gia đình hạnh phúc. Nobita ôm đống bánh lên phòng cười khoái chí, đúng là miệng dẻo thì sẽ có được cả thiên hạ cũng nên. Doraemon thì chứng kiến mọi chuyện rồi, cũng phải nổi da gà với cái miệng dẻo như kẹo kéo của Nobita. Thế mà, nghe Nobita khen mình, mèo ú lại long lanh con mắt liền. Cậu ta tính chạy ra ngoài để thử nghiệm trên đám bạn. Doraemon cũng lo lắng nên đã chạy theo xem thử. Tại bãi đất trống, cha đang giành đồ chơi của Sunio. Thấy Nobita đi lại khiến hai đứa phì cười. Nobita liền giở cái giọng nịnh nọt liền. Cậu ta khen, Sunio hôm nay mặc áo đẹp thế, tương lai nhất định sẽ thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Chán tức mình, nịnh nọt mà không biết ngượng mồm hả Nobita? Nobita liền nói, không hề nhé. Cậu liền quay sang và khen Shizuka ngay, xinh đẹp, làm bánh ngon, còn chơi đàn violon cực hay nữa. Cậu chỉ ước được nghe cô chơi thêm một lần nữa thôi. Điều này đã làm Shizuka rất vui và ngại đỏ cả mặt, nhưng mà cô rất thích. Doraemon tới nơi, thấy thế lại thở dài ngao ngán. Chan liền hỏi Nobita có gì muốn nói với cậu ta hay không. Nobita nói không còn từ nào để diễn tả được. Doraemon hoảng hốt vì cậu ta đang có linh cảm gì không tốt xảy ra. Nobita lại khen Chan sau này sẽ trở thành ca sĩ thiên hạ đệ nhất, ai mà chẳng muốn nghe giọng hát của cậu chứ Chan. Cả ba người Chan, Shizuka và Sunio chính là những người bạn thiên tài, tài năng xuất chúng và đáng ngưỡng mộ nhất của Nobita này. Thế rồi Nobita vui sướng hốt cả đống đồ chơi và bánh của đám bạn đem về. Trên đường, cậu thấy ông lão đang mắng tụi nhóc, cậu ta lại chạy lại khen ông ấy tới tấp. Vậy là đã được bội thu cả bịch hồng chín tại cây miễn phí. Đi qua gặp một con chó dữ ở trong chuồng, Nobita cũng không ngần ngại sủa tiếng chó để khen ngợi nó luôn. Con chó liền vui vẻ, dâng cả đĩa xương cho cậu ta liền. Lúc này, trong bụi rậm xao xạc và một tên trộm đã nhảy ra bất ngờ, Nobita hơi hoảng. Nhưng lại bắt đầu nịnh hót. Cậu ta nói tên trộm có một giọng nói thật đanh thép, bộ râu cực ngầu, nhìn là biết trùm mafia, vua của các tên trộm rồi. Ông ta nghe thế thì vui sướng, lột hết cả đồ ăn trộm để tặng cho Nobita. Đúng lúc này chú cảnh sát đã chạy tới và túm được tên trộm ngay. Mẹ dọn phòng thấy một cây son trên bàn nên đã tô thử lên môi. Còn Nobita trên đường về lại được nhóm bạn chiêu đãi buổi nhạc hội ngay tại bãi đất trống, nghe chói tai đau đầu kinh khủng.
Đến chiều tối thì hai đứa mới lết được về đến nhà. Lại nghe bố mẹ cãi nhau chí chóe, mẹ cứ mở miệng ra là nói bố vô dụng đần độn, người đàn ông tệ hại của cái gia đình này, khiến cho bố tức điên không chịu nổi nữa. Nobita tá hỏa nhận ra là do mẹ đã dùng cây son sinh sự. Doraemon thì thở dài, tối nay chắc cả nhà nhịn ăn là cái chắc rồi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay, hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.